trở nên hơn gì vậy giờ? Bằng cấp chimita. Konnichiwa, watashi wa Han desu. Chōyō yoroshiku. Arigato. Hi, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với channel của Han. Hôm nay mukbang của chúng ta đó chính là matcha. Matcha. Ok, chúng ta sẽ có một chai nước ở đây. Ok, đây xanh toàn tập mọi người. Hân đã tính là sẽ mặc cái áo màu xanh, nhưng mà thực sự là Hân không có cái áo nào màu xanh, màu hồng thôi. Cho nên Hân sẽ cố gắng sưu tập nhiều màu áo để cho nó hợp với đồ ăn nha mọi người. So, bây giờ mình sẽ ăn cái gì trước đây ta? Đây là bỏng ngô. Hân ăn thử nha. Mùi matcha rất là rõ ràng luôn mọi người ơi. Ngọt vừa, không quá ngọt đâu. Mặt rất giòn nha mọi người. Nhiều khi ăn cái món này xong hay lại thích cái hương này hơn. Bình thường hôm nay ăn là hương phô mai á. Đi vô rạp chiếu phim mà sẽ ăn hương phô mai. Nhưng mà hiện tại là cái hương này rất là ngon. So good. Xin lỗi mọi người, là hôm nay cô Hân mèo sẽ phải đi mất kiến. Thực sự là ngồi đây quay phim mình không có thấy là mặt anh như thế nào, mà liệu là cái máy ảnh nó có focus đúng hay không. Thế là phải đi mất kiến, bữa sau anh sẽ đưa lên. Nhưng mà mọi người thấy anh đi mất kiến có xấu lắm không? Anh là anh không tự tin khi mình đi mất kiến thế nào hết đó. Ngon. Ngon mấy mẹ người ạ, ngon lắm. Ok. Cái này là trà sữa matcha á mọi người. Uống cũng được. Tại vì thiếu đá. Hôm nay Hân đã một thiếu sót rất là lớn, đó là anh thiếu đá. Sở thích của Hân là phải uống nước có đá mọi người à. Ok, bây giờ mình chuyển qua bánh quy nha. Đây là bánh quy. Ok. Thì anh thấy thì cái bánh này vị tương đối ổn,
thanh, vị thanh không quá ngọt nhưng không nghe thấy mùi matcha mọi người ơi. Giống như ăn bánh quy bình thường nhá. Dù là ngon nhưng mà hiện tại mình đang muốn là vị matcha. Vecule Opso. Mình nói tầm bậy mà. Bánh này à, hay mua hình như hiệu của Đức cho mình vậy đó mọi người. Kiếm bánh quy Việt Nam matcha nhưng mà không thấy. Hết lại tưởng là cắn nó sẽ giòn, ở trong sẽ là đậu phụng chẳng hạn hay là hạnh nhân, nhưng ở trong là sốt, bánh sốt và kem, ở ngoài là bọc sô-cô-la matcha. Nếu vậy theo anh suy đoán, cái kíp cát viên tròn này á, nó sẽ giống y như cái này. Cái này nè mọi người, cái này là anh đã ăn rồi. Đây là một trong những sô-cô-la mà anh rất thích. Cũng khá là ngon mọi người. Rất là mùi matcha rõ ràng luôn. Không phải như cái này. Nhà không nghe hết trơn. Cục này quá bự luôn mọi người. Cục to nhất và cục nhỏ nhất. À miếng to nhất nha. Bây giờ chúng ta sẽ tới món bánh. Bánh lòng bánh waffle. Thứ nhất, không thấy một cái vị bánh waffle ở đây hết. Thứ hai, không nghe cái mùi matcha gì cả. Theo cảm nhận của Hân hiện tại, các thể loại bánh quy sẽ không nghe thấy mùi matcha. Bây giờ sẽ là bánh con gấu. Màu ở ngoài màu nâu nhưng ở trong là matcha. Xí xí xí. Cái bánh con gấu này Hân thường xuyên ăn sô-cô-la mà thôi. Đây là lần đầu tiên Hân ăn trà xanh và cái cảm nhận đầu tiên đó chính là rất trà xanh.
cái nhân ngọt vị trà xanh gần giống cái popcorn cái này gì quên ta là ta bắp rang, đúng rồi, bắp rang trà xanh này thì cái nhân ở trong này, nhân kem trong này vị y như này luôn, cái là cái vỏ bánh ở bên ngoài nó có vị sô cô la đen và nó giòn, nó hơi đắng đắng, cho nên hai cái này rất hợp với nhau, ăn không bị ngấy. Bánh thì rất là giòn, mặc dù kem ở trong nhưng ở ngoài không hề bị yếu nha. Good, good, good. Oishi. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Bị ở quán chú ăn không có đường nữa. Bây giờ anh sẽ ăn bánh bông lan trà xanh này. Quên cầm cái nĩa ăn rồi mọi người ơi, ăn bánh kem phải ăn nĩa mới đúng. Khi anh thấy thì cũng ngon. Hiện tại thì nó hơi ngọt. Hơi ngọt mọi người. Những cái bánh này thì anh nghĩ là nên lạt lạt thôi, vừa thôi sẽ ngon hơn là ngọt. Một điểm cộng cho cái bánh đó là nó sốt vừa, nó tơi vừa chứ nó không có quá đặc, cũng không có quá là khô. Nó chỉ bị là bánh người ta nêm hơi ngọt. Mà thường những bánh ngọt thì nó phải ngọt thôi, nhưng mà vì một cái đứa ít ăn ngọt như hơi thì thích những cái vị nó lạc. Hiện tại em này đứng vị trí số 1, em này bắp đứng số 2, em kít kát số 3. Kít kát thì hai cái này giống nhau rồi, sẽ số 3. Cái hai cái này thứ 4, cái này thứ 5. Cái này ngọt nhất nên là đứng thứ 5. Cái này ít ngọt nhất. Hôm nay Hân ăn sẽ rất là dư đường và Hân sẽ rất là tăng động. Hôm nay chỉ có hình dạng bóp phồ thôi. Quát phùa thôi chứ không phải là bán quát phùa.
Để Hân giới thiệu cho mọi người cái đồng hồ này. Đây là đồng gọi là vòng đeo tay thông minh. Thì Hân với ba Hân đã mua đã đeo giống nhau, của ba màu đen. Hân cũng thích màu đen lắm nhưng mà hết rồi, còn đúng một cái màu đen như đó là Hân phải đeo cái màu này. Nhưng mà hiện tại đeo màu này cũng thấy rất là đẹp. Và cái công dụng của nó là đo nhịp tim này, đo bước đi, rồi các thể loại tập để mà nó tính lượng calo tiêu hao, rồi là thông báo tin nhắn nè, cuộc gọi đến, thông báo các giống như là Facebook, Zalo, Instagram, rồi hầu hết nó đều thông báo cả Gmail rồi nọ đó các bạn. Thì hầu như là đọc được hết, trừ những ký tự hay là tiếng Anh thì nó sẽ không đọc được, nó chỉ đọc được tiếng Việt mà thôi. Cái hãng này là hãng của Trung Quốc, gọi là Fujio gì đó họ ta, Ren 3. Thì Hân sẽ để cái thông tin của cái đồng hồ, cái vòng đeo tay này ở phía dưới phần mô tả để cho mọi người biết. Và như Hân mua hồi đó là tầm hình như cũng rẻ hả, rẻ so với những cái đồng hồ mà thông minh khác. Thì Hân coi những cái review đánh giá thì em này đứng vào trong top đó, đứng top đầu trong các cái mà họ giá hợp lý mà lại rất là hiệu quả. Thì Hân mua về cho ba. Sau đó như trong thông tin của nó ghi là các bạn sẽ sạc pin trong vòng khoảng 20 ngày, tức là sẽ xài được 20 ngày nếu xài tiết kiệm. Thì như bản thân Hân trải nghiệm cũng 2-3 tháng rồi, thì em này tầm khoảng 2 tuần thì sẽ sạc một lần. Và nếu như Hân là cái đứa xài nhiều như Hân á, liên tục thông báo á, thì sẽ tầm khoảng 3 tuần cỡ 17 ngày á, thì mới sạc. Nhưng mà Hân xài quá nhiều cho nên là cỡ 13 ngày, 12 ngày là đã sạc một lần. Và theo như Hân thấy thì lượng pin như vậy là ok. Tại vì á, như những cái Apple Watch á, thì hầu như là một ngày sạc một lần, thì như vậy thì là cũng khó. Như cái này á, nó sẽ kiểm tra giấc ngủ của bạn. Thì khi mình đeo mình đi ngủ á, cái lượng bức xạ của nó thấp hơn rất nhiều so với điện thoại, và nó có thể biết được mình ngủ nông bao nhiêu giờ, ngủ sâu bao nhiêu, và bạn đã ngủ thức khuya bao lâu, rồi bạn đã thức sớm bao nhiêu. Rất là hay mọi người, và nó chấm cái điểm của mình so với những người mà xài cái đồng hồ này trên toàn thế giới. Thì hiện tại thì Hân thì là nằm trong cái top là ngủ tương đối ok. Rồi nó có một cái nữa đó chính là nó chống nước. Do đó các bạn có thể rửa chén nè, đi bơi nè, rồi tắm rửa, nói chung là không cần phải tháo ra, trừ khi bạn tắm nước quá nóng thì không nên, nó sẽ làm giảm tuổi thọ thôi. Nhưng mà đeo hầu như là mình đeo là hầu hết thời gian như là 24 trên 24 luôn. Và cái so với giá tiền thì nó rất là hợp lý. Và nó có một cái app ở trên điện thoại các bạn có thể tải về để mà quản lý nó, có cả là báo thức nè, có cả là dự báo thời tiết nè. Ủa, nó có nhiều chức năng lắm các bạn, mình thấy rất là ok. Cho nên là nếu những bạn nào có những cái nhu cầu tương đối như là Hân thôi á, thì xài em này rất là ok. Còn nếu như các bạn có nhiều cái yêu cầu hơn nữa thì các bạn xài Apple Watch. Như cái này thì nó sẽ không có trả lời điện thoại cho các bạn được, mà nó chỉ nhắc thôi. Như Hân làm trong một cái môi trường rất là ồn, thành ra mình không biết được là có ai gọi đến cho mình hết. Thì cái em này nó rung, làm cho Hân biết được à, mình có điện thoại, do đó Hân không có bị cuộc gọi nhỡ nữa. Rất là hay. Thế thôi, Hân đã review cả món ăn về matcha cũng như là đồng hồ. Nếu như ồn quá mọi người ơi, tôi buồn quá. Nếu như các bạn thích video này thì nhớ nhấn like và subscribe kênh của Hân nha. Cảm ơn các bạn đã coi video này. Yeah. Kamsahamnida. Arigatou gozaimasu. Annyeong. Sayonara. Bye. Bye.
Yeah.